Spoiler One Piece Chapter 1072, cực hot, Zoro hạ gục ca dễ dàng, sức mạnh tối thượng của Kuma. Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel Top Manga. Ở chap 1071, băng mụ dơm đã xuất hiện toàn bộ, nhóm Luffy tái hợp với nhóm Sanji, còn nhóm Zoro thì trên tàu Sunny và con tàu hiện cũng đang ở Pan Record. Ba CB0 là Rob Lucy, Kaku và Stussy cũng bay lên phòng thí nghiệm sau khi vòng bảo vệ biến mất. Kaku đã tấn công tàu Sunny nhằm cắt luôn đường tàu thoát của băng mụ dơm và Vegapan. Nhưng Zoro đang ngủ đã kịp tỉnh dậy và trao cho anh chàng điệp viên một ánh mắt đầy trìu mến khiến Kaku toát mồ hôi. Việc hai anh chàng đối thủ cũ này sẽ giao chiến ở cháp mới là thứ mà cộng đồng fan đã dự đoán từ trước. Nhưng vấn đề là cuộc chiến gay cân đến đâu. Trong spoiler chắc 1072, chúng ta đã biết được điều đó và có cả kết quả màn solo. Anh em hãy cùng mình tìm hiểu trong video hôm nay nhé. Và đây là spoiler nhanh One Piece 1072. Bắt đầu thôi. 1. Sức mạnh tối thượng của Kuma, thí nghiệm kỳ dị của Vegapunk. Trong 1072 có tiêu đề tạm dịch là trọng lực của ký ức nó tương đối khó hiểu nhưng cái tên này đề cập đến sức mạnh của trái nikyu mà kuma sở hữu trên trang bìa ta thấy Queen just và sesa đang cùng nhau chế tạo vũ khí đúng là ba ông thần chuyên báo làng báo xóm anh em ạ à. họ luôn hướng đến mục tiêu tạo ra vũ khí chiến đấu mở đầu chapter là một đoạn flashback Vegapan giải thích về sức mạnh của Kuma, ông ấy có thể biến những vật vô hình thành hữu hình, tương tự như điều Kuma đã làm với nỗi đau của Luffy trong Act 3 The Sức mạnh của Kuma chuẩn xác hơn là thực hiện hóa các tín hiệu của hệ thống thần kinh con người, ví dụ như nỗi đau, suy nghĩ, ký ức, tức là ngoài việc lấy đau đớn ra khỏi cơ thể với dạng bong bóng, ông ấy cũng có thể tạo ra bong bóng tay gấu mang ký ức của kẻ khác. Đây là một sức mạnh cực kỳ trừu tượng, ngoài việc dịch chuyển thì nó đem lại khá khá thư thú vị. Và Vegapan muốn giúp Kuma thực hiện một thí nghiệm để ông ấy tìm ra thứ được gọi là trọng lượng của ký ức. Thí nghiệm này có thể được lấy cảm hứng từ thí nghiệm 21 gram. Nó thì rất nổi tiếng anh em ạ. À. Anh em nào hay theo dõi những kênh tin tức hay bí ẩn thế giới chắc chắn sẽ biết về nó. Thí nghiệm 21 gram được thực hiện vào năm 1907 bởi Dukan Madoga. Ông là một bác sĩ đến từ Harvard, Hill, Massachusetts. Madoga đưa ra giả thuyết rằng linh hồn có trọng lượng vật chất và ông cố gắng đo khối lượng của linh hồn bằng một cách cực kỳ thông minh đó là cân trọng lượng của người sắp chết. Ông thực hiện trên 6 bệnh nhân, họ là những người đang hấp hối, bốn người mắc bệnh lao và một người mắc bệnh tiểu đường, con người cuối cùng không xác định được bệnh, có thể y học thời đó chưa có loại bệnh này. Ông bắt đầu theo dõi cân nặng của một người trước khi họ chút hơi thở cuối cùng, vị bác sĩ này tỉ mỉ đến mức theo dõi cả mồ hôi tiết ra từ cơ thể bệnh nhân. Maduga muốn đảm bảo rằng thí nghiệm của ông không có sai sót dù là nhỏ nhất. Khi bệnh nhân sắp ra đi, giường của họ được đặt trên chiếc cân Fairbank, một loại cân có độ nhạy cực kỳ cao. Người bệnh nhân đó sau khi vừa tắt thở đã giảm 21 gram. Tờ báo New York Times ngày 11 tháng 3 năm 1907 đã đăng tin về thí nghiệm này bác sĩ Madugan đã tính toán tất cả trọng lượng có thể mất đi trong quá trình bệnh nhân qua đời, ví dụ như mồ hôi, lượng nước cơ thể, nhưng nó vẫn thiếu 21 gram. Đúng như chiếc cân phe banh đã hiển thị, cả nhóm nghiên cứu tiếp tục với những bệnh nhân còn lại. Tuy nhiên họ chỉ đo được trên 4 người, còn hai người kia đã qua đời trước khi họ kịp đo đạt thí nghiệm, và kết quả của bốn người được kiểm tra đều giảm 21 gram dù trong bất kỳ trường hợp nào. Madogan tiếp tục thí nghiệm trên 15 con chó và kết quả là không có bất kỳ sự thay đổi trọng lượng nào sau khi chúng chết. Và trước đó, vị bác sĩ đã tin lượng rằng loài vật không có linh hồn. Năm 1917, có một bác sĩ khác cũng làm thí nghiệm tương tự nhưng làm trên loài chuột. Và đúng như Madogan đã nói, loài vật chết đi không có sự thay đổi trọng lượng nào dù là nhỏ nhất. Tuy nhiên, có nhiều nhà khoa học đã bác bỏ thí nghiệm trên. Họ cho rằng sự sai lệch 21 gram là do nhiều nguyên nhân. Ví dụ như con người có tuyến mồ hôi, con chó thì không, mồ hôi có thể đã bốc hơi trong quá trình thí nghiệm chẳng hạn. Nhìn chung, Madugan là bác sĩ chứ không phải khoa học gia nổi tiếng ở thời điểm đó, cho nên nhiều người đã tìm ra các sai sót và giao cản khoa học trong thí nghiệm của ông. Những thứ mà vị bác sĩ đem lại không phải bằng chứng hay lời khẳng định rằng linh hồn có tồn tại hay không, mà cái ông đem lại là ý tưởng, ý tưởng cân linh hồn thật sự điên rồ. Với một người am hiểu cực rộng về tín ngưỡng và tôn giáo của nhiều quốc gia như Oda tiên sinh, không khó hiểu khi Thánh Ta cũng thích và đem các thí nghiệm hoặc bí ẩn vào bộ chuyện của mình. Madugan có thể đã sai, nhưng Vegapan của One Piece thì không, vì Vegapan là duy ngã độc tôn giới khoa học, và những điều siêu nhiên thực sự tồn tại trong thế giới One Piece mà Oda tạo ra, thí nghiệm của Vegapunk là trọng lượng ký ức, có khi chính xác hơn thì nó là trọng lượng linh hồn. Vậy phải chăng họ muốn tìm ra Joy Boy, tìm ra linh hồn của cậu bé cười để biết về thế kỷ trống? Hay Kuma và Vegapunk muốn tìm linh hồn của trá quỷ? Đây là một điều hết sức tuyệt vời. Vũ trụ One Piece của Oda tạo ra nó đang đi xa hơn những gì mà fan hâm mộ có thể tưởng tượng ra. Mình sẽ phân tích kỹ hơn trong video sau. 2. Zoro hạ gục Kaku quá dễ dàng Thông tin tiếp theo liên quan đến trận chiến của Kaku và Zoro, thanh niên CP0 đã thức tỉnh trá quỷ, giống như người bạn Lucy của mình. Nhưng cũng giống như anh báo, anh Hiêu không có cửa với đối thủ cũ. Ngay trong chắp này, chỉ sau vài khung tranh chiến đấu giữa hai bên, Zoro đã hạ gục Kaku một cách nhẹ nhàng. Tạo hiện tại quá mạnh anh em ạ, à. hoặc Kaku yếu. Nhưng lưu ý là bên cạnh anh ta có cả Lucy và Stussy, spoiler không nhắc đến ai tiếp viện cho Zoro. Nhưng nếu không có ai và Zoro hạ ca cư ngay trước mặt Stasi và Lucy thì chứng tỏ thanh niên đầu rêu bá đạo đến cỡ nào. Có thể là One Hit cũng không chừng. Bên cạnh đó, có một thông tin chưa được xác nhận rằng hình dạng thức tỉnh của Kaku không có mây đen xung quanh như Luffy hay Rob Lucy, tức là một số Joan thức tỉnh sẽ không có đặc điểm này. Và một tin khác quan trọng hơn là Zoro dường như vẫn chưa dùng được Haki bá vương cấp cao một cách chủ động. Điều này cũng dễ hiểu, anh em có thấy, cách dùng Haki xuyên phá với cách dùng bá khí cấp cao nó khá tương đồng. Chính xác là người dùng phải điều khiển dòng chảy Haki đó để bọc quanh tay, chân, kiếm hoặc chùy, vân vân Nói chung là chủ động điều khiển haki bản thân, với haki vũ trang cấp cao, thay vì bọc nó như giáp thì người dân phải luân chuyển haki dư thừa của cơ thể để tập trung vào tay, chân, vân vân. Ở chap 940, cụ Hiu nói rằng thay vì phát lực, cậu hãy thu haki không cần thiết quanh cơ thể và biến nó thành dòng lưu chuyển trong tay và sau khi học được Rio, Luffy đã dễ dàng học được cách dùng bá khí cấp cao. Haki bá vương cũng bọc được vào đòn đánh phải không? Đó là điều Luffy hỏi Kaido ở chap 1010. Ngay sau đó là cú đấm mang sắc màu bá vương của Luffy và thẳng vào vị tứ hoàng, chỉ ngay sau khi phát hiện Luffy đã dùng được, thế thì rõ ràng giữa Bá khí cấp cao và Rio có cách dùng gần giống nhau, Luffy đã thuần thục Rio từ trước nên mới dễ dàng làm chủ Bá khí bọc vào đòn đánh. Tuy nhiên, Zoro dùng được Rio là nhờ Enma, nhờ năng lực hút haki rồi phát ra của nó, còn cậu ấy không có ai dạy cũng cụ thể cách sử dụng. Đồng thời, tả cũng chưa dùng qua Haki bá vương dạng cơ bản, tức là dạng phát ra để áp đảo tinh thần kẻ thù. Với một dân chơi non kinh nghiệm và chưa được hướng dẫn cụ thể, không có hiểu khi Zoro chưa làm chủ được sức mạnh mới. Tuy nhiên, trong 1072 này, con cưng cũng có khá khá đất diễn. 3. Stasi là bản sao của cựu thành viên băng rock. Thông tin cuối cùng, chúng ta được biết rằng Stacy không phải con người bình thường, mà cô ấy là bản sao của một cựu thành viên bang hải tặc Rock. Với việc Stacy hiểu rõ Vegapunk và s thì chắc chắn người tạo ra cô ấy chính là Vegapunk. Vị tiến sĩ cũng là người nhân tạo như Just. Thế thì người phụ nữ ở trang bìa chắc 1070 không phải Stacy, vì người được tạo ra bởi tiến sĩ thì không thể là cựu thành viên Mask. Như vậy, giả thuyết trước của mình rằng bà Sora, mẹ Sanji là người phụ nữ kia có khả năng là chính xác và cựu thành viên Rock được dựa theo có tên là Buckingham Stacy, Nhân vật này chưa từng được nhắc tới, nhưng họ Buckingham có xuất hiện trong Unbeat Play. Trong One Piece Roleplay có một nhân vật tên là Buckingham Richards. Ông ta là một hải tặc, đồng thời là thương gia giàu có ở Biển Tây. Ông ta hiện tại 65 tuổi, tuy chỉ là nhân vật trong game nhưng có khả năng Oda đưa dòng tộc này vào chuyện gốc, vì cả Stacy và Richards đều có vẻ ngoài khá đậm chất châu Âu. Trên đây là thông tin spoil nhanh One Piece trong 1072. Video full spoil sẽ được bọn mình gửi đến anh em ngay khi có thông tin. Cảm ơn anh em đã xem video. Và như thường lệ, phần cuối video là chuyên mục quảng cáo bạn đang buồn phiền vì nhiều tiền, mệt mỏi vì học giỏi, bạn FA lâu năm nên chưa biết cách tỏ tình với crush, đừng lo, hãy đến với shop tranh anime của bạn mình, sắm ngay một bức tranh in theo yêu cầu cực đẹp, tặng crush và chém gió với cô ấy rằng, em như bức tranh này vậy, vì đó là thứ anh muốn ngắm mỗi ngày, link ở ngay dưới phần mô tả. Video của mình đến đây là hết rồi, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ bạn mình. Chúc anh em những ngày xuân hạnh phúc bên gia đình và người thương. Bye bye!